Chỉ có hôm nay Chúa Giêsu Kitô phục hồi sự sống của anh Lazaro, nhưng đây là sự phục hồi trở lại rồi cũng chết. Chỉ có chính Chúa Giêsu Kitô là người đã vào trong mồ 3 ngày, chết rồi phục sinh lại và không bao giờ chết lần thứ hai. Mỗi người chúng ta cũng vậy, mỗi người chúng ta cũng sẽ giống như anh Lazaro, là chúng ta sẽ có cái lần chết thứ nhất, nhưng tùy vào sự quan trọng của Thiên Chúa mà chúng ta có thể có được sự phục hồi thân xác lại. Nhưng rồi nếu có phục hồi thân xác lại thì chúng ta cũng sẽ chết mà thôi. Ở một điểm nhấn của mùa chay là hướng chúng ta đưa tâm hồn chúng ta về cõi phúc trường sinh, sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, sự sống vĩnh cửu, sự sống vĩnh hằng, sự sống trên nước trời. Đó là điểm nhấn trong mùa chay. Và qua bài học năm chiều tối hôm nay là chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta cũng là những người cộng tác viên vào chương trình dự tòng, chương trình tuyển nhân với các anh chị em tuyển nhân ở đây, để công nhận các anh chị em là người bị khảo hạch hay gọi là được khảo hạch. Nhưng mà mỗi người chúng ta cũng đồng hành với các anh chị em tuyển nhân để chúng ta bước vào chương trình khảo hạch với mục đích rằng là chúng ta tin tưởng như bạn các bạn nhắn nhủ, ai tin ta và thể hiện niềm tin ta là sự sống đàng và là sự sống thì người ấy sẽ có sự sống về sau trên thiên đàng với Thiên Chúa ban ngoài. Nói đến sự sống về sau, nói đến sự sống trên thiên đàng với Thiên Chúa ban ngôi thì đó là một bổn phận của mỗi một người Kitô giáo nói chung và đặc biệt là người Công giáo nói riêng. Ngày mà chúng ta đón nhận cái nhất rửa tội chính là ngày chúng ta không nhận được chính Chúa Giêsu Kitô giới thiệu với Chúa Cha để đưa chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa là Cha, là anh chị em của Chúa Giêsu Kitô, không nhận bước vào sự sống vĩnh cửu đó ngay tại trần gian này, mà chúng ta còn đón nhận một sứ mệnh, một sứ vụ. Đó là phải tiếp tục loan truyền cái niềm tin mà chúng ta đang sống, niềm tin mà chúng ta đang tin và niềm tin mà chúng ta đang thể hiện. Hay một cách nói năm nay là chúng ta phải tiếp tục cộng tác với tất cả mọi người trong cái cánh đồng truyền giáo này. Mà cánh đồng truyền giáo này đã được Chúa Giêsu Kitô trao lại cho mọi người chúng ta khi chúng ta đón nhận. Bởi thế, mỗi người chúng ta có một nghĩa vụ rất thiêng liêng, một nghĩa vụ cao cả là tiếp tục con đường truyền giáo này. Nói tới con đường truyền giáo là chúng ta phải nói tới con đường tâm linh, con đường đạo đức, con đường thánh thiện. Mỗi người chúng ta được mời gọi qua lời của Chúa Giêsu Kitô trong bốn phúc âm, trong các tân ước và cựu ước, để đời sống chúng ta mỗi ngày một cách tốt hơn trên đường đạo đức thánh thiện và đời sống đức tin mỗi ngày một tăng trưởng hơn. Chúng ta sẽ không làm được những điều này nếu chúng ta không có cơ sở vật chất. Nhà thờ chúng ta có để chúng ta đến nhắn cùng thờ phượng Chúa, tuy nhiên vì sự hạn hẹp cơ sở vật chất của giáo xứ, cho nên chúng ta hãy mượn nhà thờ với tất cả những sinh hoạt khác của giáo xứ. Chẳng hạn chúng ta thấy những nhóm các bà mẹ hay là các hội viên, các hội đoàn ban ngành phải mượn nhà nguyện của chúng ta để lần chuỗi để đọc kinh, mượn phòng áo bên tay trái của chúng ta để hội họp, mượn phòng mà nơi nay gọi là phòng hoa, và không những là phòng hoa mà còn những kho lưu trữ đồ. Rồi bên cạnh đó cô dâu chú rể và tiền đời cô dâu thì tà đó trước thánh lễ cưới, và các anh chị em tuyển nhân vào trong đó để chương trình tòng. Rồi chúng ta cũng thấy một số
số các chị cũng hội hợp bên cạnh, bên tay phải đây, sau các thánh lễ dưới cái mái gác lầu này, bởi vì sự hạn hẹp của cơ sở vật chất của giáo xứ. Rồi chúng ta có trường học, nhưng cũng may mắn thay cô hiệu trưởng cùng với tất cả mọi người, cô giáo, các giáo viên, thầy cô cùng với sự hy sinh để giúp cho chúng ta có các cái học tập của các em. Nhưng nói đến đó, chúng ta cũng thấy việc truyền giáo cần phải được phát triển hơn nữa, không thể nào dạy trên tại chỗ được. Và để sự phát triển trong cái đoàn truyền giáo của Chúa mỗi ngày một phát triển tốt hơn, cho nên giáo xứ chúng ta cần phải thực hiện một chương trình cây quỷ. Chúng ta nghe nói rất là nhiều từ khi con đến giáo xứ vào đầu tháng 7 năm 2015. Nhưng ngày hôm nay, cùng với toàn thể giáo xứ gọi nôm na là long trọng tuyên bố một cách công khai chương trình cây quỷ của giáo xứ. Và chương trình cây quỷ này với tiếng Anh là Living Our Faith, Building Our Future. Hãy sống đức tin và dựng xây tương lai. Và chương trình này sẽ bắt đầu vào tháng 7 tới đây và sẽ được tiếp tục trong 3 năm liên tục cho tới tháng 6 2021. Tất cả những tiền hưởng ứng mà quý bà mẹ chia đã giúp cho giáo xứ từ ngày mà cho đến đây 2015 cho tới bắt đầu tháng 7 này, thì con gọi nôm na là quỹ xây dựng của giáo xứ trước cái chương trình cổ võ này được đưa vào một chương mục của giáo xứ. Dĩ nhiên nó cũng là quỹ xây dựng, nhưng nó chưa có cộng vào trong cái chương trình xây dựng cổ võ này. Và những gì chúng ta hưởng ứng trong 3 năm tới đây, nó cũng sẽ được nằm vào trong chương trình cây quỷ của giáo xứ để mà xây tòa nhà. Nhưng chúng con muốn đưa nó qua một cái chương mục khác để chúng con xem sự vận động của chương trình cây quỷ hãy sống niềm tin, cày dựng tương lai này chúng ta hưởng ứng là bao nhiêu, để không có trùng với những cái gì chúng ta đã hưởng ứng trước đó. Nhưng cuối cùng nó cũng là một chỗ. Chẳng hạn Cộng đoàn Việt Nam Trung Cương của chúng ta, từ ngày con về con mở một cái chương mục, con số mang tên là 624. Giống như mọi người chúng ta có cái số ID, có cái số công bình giáo xứ chúng ta, nhưng Cộng đoàn Việt của chúng ta là con số 624. Hội Lê Sơ Marie, hội các đoàn thể công giáo, các em chứng minh thánh thể, phong trào Cusio, vân vân và vân vân, đã mở các chương trình cây quỷ cho giáo xứ trong 2 năm qua. Đặc biệt là cộng đoàn chúng ta đến với lại Chile Cung Ấp tại thành phố và Thurston Children's, thì tất cả những cây quỷ đó được đưa vào chương mục 624. Nhưng luôn vào đây là đến từ Jesus Maria hay đến từ các hoạt động công giáo vân 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 vân. Con số đó 2 năm vừa qua đến ngày hôm nay lên đến đã gần 20.000. Đó là sự hưởng ứng quý bà Ban Trang và tất cả các hội viên, các ban ngành, đoàn thể. Trong tâm tình đó, chúng ta cảm ơn nhau và chào tay.